một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã khám phá một hóa thạch người cổ đại tại khu vực Guangdong ở Đông Á, Trung Quốc, đem lại những phát hiện đầy kỳ bí về quá khứ của loài người. Những xương hàm, xương sọ và xương chân của hóa thạch này vẫn chưa được phân loại rõ ràng, nhưng đã được đặt tên với mã số SLD6 để nhận dạng. Hóa thạch SLD6 được khám phá vào năm 2019 và trong những năm tiếp theo, các chuyên gia tại Viện Khoa học Trung Quốc, CAS, đã tiến hành các nghiên cứu, phân tích và so sánh cẩn thận với các loài người cổ đại khác. Một trong những điểm thú vị là hộp sọ cổ mang mã số SLD6, khai quật tại Trung Quốc năm 2019, mang trong mình những đặc điểm độc đáo và khác lạ. Mặc dù hộp sọ này có nhiều nét tương đồng với dòng người hiện đại phát triển từ Homo erectus cách đây 750.000 năm, điểm độc đáo của nó lại nằm ở sự thiếu cằm. Điều này khiến hóa thạch SLD6 có sự tương đồng với người Denisovan, một nhánh loài người cổ đại đã tuyệt chủng và tách ra từ người Neanderthal từ hàng trăm nghìn năm trước đây. Các nhà khoa học đã hợp tác chặt chẽ trong quá trình nghiên cứu, bao gồm các chuyên gia từ Đại học Giao thông Tây An, Trung Quốc, Đại học York, Vương quốc Anh và Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về sự tiến hóa của loài người ở Tây Ban Nha. Sự kết hợp này đã giúp phân tích kỹ lưỡng và đưa ra giả thuyết về nguồn gốc của hóa thạch SLD6. Kết quả nghiên cứu đặc biệt đáng chú ý là khả năng hóa thạch SLD6 có thể là một mắt xích chưa từng biết đến trong sự phát triển của loài người. Đây có thể là sự lai tạo giữa các nhánh loài người cổ đại, mở ra một cửa sổ mới để tìm hiểu về sự tiến hóa và quá khứ của chúng ta. Nhóm các nhà nghiên cứu đã tiến hành đánh giá hình học và hình thái học của hóa thạch người cổ đại mang mã số SLD6. Điểm đặc biệt nổi bật trong phân tích là hình thái xương hàm với một đường cong độc đáo và sự thiếu cằm. Đặc điểm này cho thấy có khả năng SLD6 có mối quan hệ họ hàng gần với các loài người cổ xưa hơn. Sự kết hợp giữa các đặc điểm của người cổ xưa và người hiện đại trong hàm dưới của SLD6 đã tạo ra một khía cạnh bất ngờ. Điều này chưa từng được ghi nhận trong các tập hợp hóa thạch hominin ở Đông Á thời cuối kỳ Pleistocene, các nhà khoa học cho biết. Lịch sử tìm kiếm hóa thạch hominin từ kỳ Pleistocene tại Trung Quốc đã gặp nhiều khó khăn trong việc phân loại. Các hóa thạch này thường không khớp với bất kỳ dòng dõi nào đã được biết đến. Một giả thuyết thông thường là chúng là biến thể trung gian trên con đường tiến hóa tới loài người hiện đại, như một loại cổ xưa của Homo sapiens hoặc Homo erectus tiến hóa. Tuy nhiên, giải thích này không đủ để giải quyết những tìm hiểu gần đây. Các hóa thạch gần đây tại Đông Trung Quốc chứa nhiều đặc điểm tương đồng với các dòng hominin hiện đại hơn, khác biệt so với giả thuyết trước đó. Nghiên cứu về bộ gen của người Neanderthal tại châu Âu và Tây Á đã đưa ra bằng chứng về một dòng hominin thứ tư sống tại Trung Á trong hậu Pleistocene. Tuy nhiên, dòng mất tích này vẫn chưa được xác định rõ trong hồ sơ hóa thạch. Nghiên cứu gần đây đã cho thấy sự đa dạng của loài người và dòng họ của họ trong quá khứ. Khi loài người hiện đại Homo sapiens ra đời, thế giới con người đã tồn tại một loạt loài khác nhau, và sự phát triển của chúng mang trong mình những câu chuyện đa dạng và hấp dẫn.